Trevor Hill đã được screen. Pha ném 3 thành công. Đó là 2-3 điểm tiếp theo cho Seattle Heat. Trevor Hill ném 3 tiếp theo không thành công, nhưng đó là Chris Tucker với một sự tiếp ứng tốt. Vẫn là một tình huống chuyền nữa đến từ Seattle Heat. Chris Tucker bắn 3. Vẫn đang là đầu tàu của Seattle Heat. Vẫn là tình huống bắt người khá rác đến từ Hong Kong Pistons, khoảng trống. Mr. Wiggle 3 điểm dành cho Seattle Heat. Đang chỉ hàng và cướp bóng hay của Trevor Hill. Cú ném 3 không thành công nhưng vẫn còn cho Seattle Heat. Đó là Kai Byron. Trevor Hill pha lên bóng, đường truyền tốt Mr. Wiggle, và đây là Murphy Bonatowski ấp nổ trước mặt đối phương và cầu and one. 8 giây tiếp tục là Trevor Hill fire away, dứt điểm tuyệt vời của Sài Gòn Heat. Đường truyền ra Mr. Wiggle ném ba không thành công, may mắn không đồng hành với Sài Gòn Heat, nhưng chúng ta vẫn còn một cơ hội nữa. Murphy Bonatowski, Kyle Butler. Chúng ta vươn lên dẫn trước với tỷ số là 43-41. Trevor Hill pha thoát đi, đường chuyền Sandin, tuyệt vời Sandin. Tiếp tục là Trevor Hill, khoảng trống lớn cho Murphy Bonatowski. Sandegola pha steal quá tốt của Trevor Hill, lên rổ và ghi 2 điểm dễ dàng. Đây là Trevor Hill, Murphy Bonatowski, Trần Đăng Khoa có khoảng trống để ném 3. Tuyệt vời. Một tình huống trượt ngã đáng tiếc nhưng vẫn còn, đó là Khoa Trân. Không thành công, Kai Byron. Nhưng ngay lập tức Seattle Heat cũng đang cho thấy được khả năng lên bóng của mình. Úp đổ thẳng mặt so với Sam DeGara. Bonatowski, Khoa Trân, Diaker, Sandin, và đây là Kyle Byron. Rõ ràng là đánh vào vị trí của vua chất bàn, chúng ta không việc gì phải lo sợ, và đó là cú ấp đổ cho thấy được sự tự tin. Đối mặt với Ly Kỳ và spin move, đó là Kai Byron rất chuẩn xác với cú ném dễ dàng. Vẫn là Trevor Hill, đây là Khoa Trân, Murphy Bonatowski ném 3. Vẫn là Chris Diaco, Trevor Hill tuyệt vời. Tiếp tục là Murphy Bonatowski, Chris Diaker, tuyệt vời Diaker. Odarian Bassett, 10 giây, đó là cú block tốt tiếp theo nữa của chúng ta. Và đây là Khoa Trân, 5 giây, chúng ta còn lại 4 giây, 3, 2, 1 và chiến thắng tiếp theo trong mùa giải năm nay dành cho Sài Gòn Heat. Đó là một tình huống buzzer beater của Trevor Hill, 99-91. Đó là tỷ số chung cuộc của trận đấu này, một trận đấu tuyệt vời.